Valeu! Valeu! Làm gì đóng cửa nhà lắm à? Ba ơi! Valeu! Đi nhiều chuyện nữa chứ gì, đi nhiều chuyện chứ gì? Phải không? Chuyện nhà không lo. Trời ơi trời, rau muống để một đống đây, lo đi nhiều chuyện không lo mối vô muốn tôi đi bỏ cho người ta gì hết trơn á trời. Tao mà lỡ nhà người ta thấy mày đi nhiều chuyện đó nha, tao lên gối mày, tao đè đầu mày xuống, tao đánh trước mặt người ta cho mày mày nhục nhã trước mặt chồng sớm. Thứ đàn bà này đâu mà ăn cơm nhà tối ngày lên rồi. Chết chưa? Giờ mấy giờ trời? Trời chiều rồi, quên đón nhỏ lo dậu, quên đón nhỏ rồi. Hello, anh Tư, tôi Tạo. Tao, trời ơi, khổ quá. Lo đi bỏ rồi muốn xa rồi, lỡ rồi cái không có về kịp đón đứa nhỏ. Chắc bây giờ đang đứng cổng trường, ông đón tôi được không? Không cần, ông cứ đón về nhà ông đi, ông cứ vợ ông đón về nhà ông không? Rồi cái tôi lại, tôi rước nó sao? Ôi, bả hả? Bả chắc bả đi bỏ rồi muốn người ta rồi á. À, thông cảm nha, giúp giùm cái nha, rồi tôi đợi tôi rước đó. Bữa nào đại ca mời tôi để dạy sĩ trả ơn nha. Ăn nhậu chứ quên đón con luôn trời. Giờ này mới chịu về hả? Giết con không được, trời bắt đầu bông rồi đó. Đi nhiều chuyện sớm như vậy, đúng không? Nhiều chuyện cái gì đâu. Không điều chuyện là đi đâu hả? Hồi sáng này nè, đi cột mấy mớ rau muống, rồi khum rồi cột tới cột lui làm sao mà tức ngực khó thở quá, đi mua thuốc về uống. Nói nghe tôi cười. Gì vậy? Cộng rau muống nói vậy cắt đau lưng. Trời ơi, tiểu thơ đại cát quá. Còn thằng này sao? Tôi chở một ngày ra làm mấy trăm ký, hết chợ này qua chỗ chợ nọ, rồi mưa gió phủ phàng, nắng mưa vậy tôi chịu đựng nổi. Cái bữa nào đó không mà tôi bệnh lắm á, tôi uống vài xị là tôi hết, tôi đâu có uống thuốc gì đâu. Làm như tiểu thơ đại cát, bà là con người, tôi là gì đây? Tiểu thơ cái gì? Ngày hôm qua ông thổi tôi vài cái thôi, ông ngực con không nhớ hả? Rồi. Khó thở muốn chết luôn à. Tôi nói ông nghe chưa, ông cứ quýnh tôi riết đi. Thét hả, làm tiện nhiều cũng không đủ mua thuốc uống hết á. La đi, la đi, la ra rồi sớm nghe hết đi, tố cáo tôi đi. Cái gì? Mày là đi tố cáo tôi phải không? Tố cáo cái gì đâu. Làm vậy là trời, bà tính cho cái hậu phụ nữ xử tôi á. Xử đi. Trời ơi, họp hành tới ngày, chị nhà không lo, lo xử sớm, xử đi, tôi không sợ. Xử cái gì đâu, tôi có nói cái gì đâu. Thì tại vì tôi khó thở quá, tôi mới qua nhà chị Tám, tôi mượn 100.000 tôi mua thuốc. Nhưng mà tôi nói cho bà biết. Trời ơi, cái gì vậy? Bà qua nhà bà Tám mà mượn tiền, tức là bà tố tôi. Bà nói tôi thằng chồng vô trách nhiệm, để cho bà thấy rằng tôi đó làm ăn là bao nhiêu tiền tôi nhậu hết phải không? Để không có lo cho vợ, cho con gì hết trơn cái đội phải không? Để cho bà khi dễ tôi phải không? Tôi có nói là ông nhậu nhẹt hay ông đánh đập gì tôi đâu. Tôi nói tôi bà cảm ho, tôi mua thuốc, tôi uống rồi chứ bộ. Cảm ho. Trời. Mệt quá đi à, về tới là gây à. Quá là gây. Nhưng mà không tôi đưa bà 500 đâu. Cái gì? Tôi đưa bà 500 bà không lấy mua thuốc uống mà đi mượn tiền ta. Hả? Trời ơi, 500.000 ông đưa tôi một tháng trước rồi. Rồi tôi đóng tiền học, rồi tiền trường, tiền lớp, rồi tiền gì của con Hà đó. Ta sách vở của nó 600 mấy ngàn. Bây giờ còn nhắc gì nữa? Không nhắc sao được. Tôi là chồng, là chủ tài sản của cái nhà này. Tôi muốn kiểm tra của tiền bạc nó còn bao nhiêu. Thế thôi, thấy không? Làm gì? Cả tháng nay ông có đưa tôi một cắc nào không hả? Mà ở đó mà kiểm tra cái gì? Tiền ông chạy đông chạy tây đâu sao mà tôi biết? La đi, la rồi nó nghe hết đi. Nói tới là hô la hả? Tôi la ông hồi nào không biết nữa à. Chỉ có ông la, ông quýnh tôi thì có. Rồi đó là phun nhổ tùm lum tùm la trong nhà, trong cửa. Hà ơi, tắm rửa ăn cơm đi con. Hôm nay mẹ có bắt mớ cá rô nè, chiên xù ngon lắm. Đàn bà chính xác. Hà đâu? Vô nhà không có, biết Hà không có nhà. Ủa, Hà đâu rồi? Chưa về.
Cái gì vậy? Vợ cha tôi tạo, vợ chồng tôi tạo đưa nó về. Tại tôi đi về trễ nè, làm sao rước nó kịp. Trời ơi ông, mai mốt mà không rước con kịp thì nói tôi đạp xe tôi rước nó. Chứ bây giờ để người ta rước về, người ta không có đưa về nhà kịp rồi nó đói tội nghiệp nó không à. Làm mới thương con lắm à. Thương sao thương, cái gì nữa? Nói thiệt với bà đó, con Hà đó, đối tôi á, nó là cục vàng. Còn bà đó, là cái cục... Thưa ba má cũng không có về. Ừ, hả? Về hả con? Dạ. Ừ. Ủa, ai chở con về vậy? Chở mấy tư gái. Cái tư gái có chuyện đột xuất nên không có gì. Không có vô chở ba má được. Ủa vậy hả? Rồi con có cảm ơn bác tư gái chưa? Dạ có. Cái tư gái khen con ngoan nè, với lễ phép nữa. Ừ, giỏi lắm. Thôi bây giờ vô tắm rửa ăn cơm đi. Rồi chút má làm cơm cho anh nha. Dạ. Rồi vô. Alo. Con làm gì? Hả? Sáng giờ mới có vài xị thôi. Hả? Ừ, dọn mồi đi, tôi tới liền. Có mớ, nghe bà nói có mớ cá rô chi xù nha. Làm nước mắm me rồi thẳng nha. Lại. Ê. Hả? Còn tiền ông đưa mấy chục coi. Thì nãy mượn 100 ngàn. Rồi mua thuốc hết 55 ngàn rồi. Đừng có dẫn dãi, biểu đưa là đưa. Đó tôi nóng lên là có chuyện nữa. Giờ còn 45 ngàn à. Đưa đây. Đi vô chổng lấy cái rô chuyện xù của tôi. Rồi đi đâu nữa? Bỏ vô bịch đi đưa cho tôi. Sao không về ăn cơm đi chứ để bao tử vậy à, uống rượu hoài hại lắm á. Khỏi. Tiền đưa là đưa rồi. Còn tôi đi đâu là tôi đi. Không. Khỏi cần lo sức khỏe của tôi. Nói nhiều. Vô lấy cà rô đây. Trời ơi. Thằng bà. Nghe. Tới mà, tới liền. Rồi. Có cái đồ tiền xù. Rồi. Tới liền nha, tới. Chìa khóa ở đâu, chìa khóa xe. Có xe nãy ông chạy, ông hỏi tôi. Đây, có. Không, đừng khỏi đợi tôi ở nhà. Cái đồ tiền xù. Trời ơi, xịn rồi đó, chạy xe cẩn thận giùm cái. Xù hả? Biết con vợ rồi tôi không biết tôi là ăn ở thất đức hay sao á, mà gặp con vợ trời ơi trời, trước đi nhậu nó trù à, phải cẩn thận tức là trù nó chết cái gì đúng không ai mà trù ẻo gì không biết nữa. Dạ cái trống lên kìa. Biết rồi, lúc có chìa khóa nó không có vô rồi nè. Nó khóa kỳ quá, khóa này đúc không có vô mà đúc lần nữa coi. Từ đây số là tôi không đổi chiếc xe mẹ xe đất đi, tôi còn bà luôn. Trời ơi, đợi ông trúng số à. Nhà lo cho con á. Nhiều chuyện là chết với tôi á, cho bà biết á. Đừng chở với tôi. Chạy cẩn thận nha chứ. Ủa mẹ, ba đi đâu mẹ? Ba con đi công chuyện gấp á. Tối ba về, thôi vô ăn cơm. Dạ. Giờ này giờ nào quán vắng tanh chùa Bà Lanh vậy? Trời ơi, gì giấy lung tung hết trơn vậy nè. Không lẽ trụ sở cái ban giờ gì đây sao? Giấy gì đây? Đơn phương bà bảy. Gì vậy? Đơn thưa bà bảy má con Nhi. Chủ gì? Đơn thưa vợ tôi. Trời ơi, đúng gì đây? Nhi ơi, Nhi. Có gì vậy anh Bảnh? Ồ, anh uống cà phê sữa đá không? Chạy một chút nha. Sữa gì mà sữa? Cái gì vậy? Em á, cho hỏi thăm chút coi. Hả? Bộ gì bảy cho sang mặt bằng hả? Cho sang mặt bằng hả? Đâu có đâu, sao anh hỏi vậy? Em á, giờ sáng giờ nè, ai đây? Đó, ngồi nè, trụ sở cái ban giờ vậy nè. Đâu có đâu, chú Tư Tạo đó. Cái gì? Ông Tư Tạo? Đúng rồi.
Ông ngủ đây. Trời ơi, ổng ngồi đây tù hồi sáng tới giờ luôn á. Ổng vô đây kêu em một một xị rượu, xong rồi mượn một cây viết một cuốn tập, ngồi vừa nhậu vừa ghi ghi chép chép gì em cũng biết nữa. Đó, giờ gục luôn rồi đó. Anh không biết nói em sao. Người em vô tư lắm. Hả? Tự nhiên sao anh la em? La cái gì? Em cho người ta mượn cái viết nè, cuốn tập, em phải coi người ta viết cái gì trong đó. Trời, cái anh này ngộ ha. Chuyện riêng của người ta, tự nhiên xíu vô làm gì, xong rồi người ta nói mình nhiều chuyện rồi sao? Chuyện con khỉ. Không lẽ mấy nhà báo, mấy người thấy người ta là nhiều chuyện hết hả? Đó, nhờ nhiều chuyện vậy nè. Chứ không thôi không, không có anh nhiều chuyện á, đã em á dính vô pháp luật rồi đó. Ủa, cái gì ghê vậy? Nhà em có làm gì đâu mà tự nhiên dính líu tới pháp luật. Không ghê phải không? Nè, coi đi. Cái gì? Coi đi rồi biết. Trời, tự nhiên sao chú Tư lại đi thưa má em vậy anh Bảnh? Chưa đâu, này nè. Thưa má em là chuyện thường, dính líu tới em luôn. Hả? Nè coi đi. Má còn nghi có tên em trong đó luôn. Ủa, gì kỳ vậy ta? Nhà em có làm gì đâu mà tự nhiên chú Tư Tạo đi thưa má em. Em không biết hả? Má em là hội phụ nữ của phường. Đó, vận động ở phường. Vận động mấy phụ nữ ở phường là hả? Đi học võ. Mà cái chuyện này là bí ẩn lắm nghe. Bí ẩn sao anh? Vì bí ẩn này là anh với em không bao giờ biết. Cái gì lãng nhách vậy anh? Không lãng đâu, muốn biết phải không? Đây, đầu dây mối nhờ đây. Ông này là biết anh nhất. Để anh kêu ổng vậy. Kêu đi anh. Chú Tư. Chú Tư. Em ngủ như chết trời. Anh, để em. Thiếm Tư Tạo tới. Đừng đánh nữa. Chú Tư là con. Ủa Nhi. Nhi. Con mới qua hả? Hả? Ở đâu rồi? Anh ngủ đi ông nội. Ở đâu rồi? Cái gì mà mới qua? Ông ngồi quán nhà người ta mà nhà ông tuốt trên kia kìa. Vậy hả? Chú Tư. Sao? Ngồi đây hỏi thăm chút xíu thôi. Thôi đi. Sao mày? Cởi nón ra nói chuyện với ông làm gì đợi khi dễ là dữ không? Không được. Trời ơi chú Tư ơi, chú mở ra đi, chú làm gì kỳ vậy? Không được. Ông này có vấn đề. Đúng rồi, không được mà. Cứ cãi hoài. Sao mặt chú toàn cà tím không vậy? Chú té xe hả? Không. Chú đánh lộn hả? Không. Chú bị vợ đánh hả? Không. Ê, đừng có nói với con là chú đánh vợ nha. À, đánh không có trúng phải không? À, Thiên Tư, né được phải không chú? Rồi tự té đập mặt luôn phải không chú Tư? Không, tại vì bà Bảy á, bà Suối á, vợ chú Tư á, đi học võ. Bởi vì bà về, bà né, chú Tư quánh bà. Bởi vì chú Tư mới té. Thấy không? Chú Tư à, con hỏi thiệt chú Tư nha. Sao? Sao lúc nào con thấy chú nhậu chân chú Tư? Buồn. Gì buồn? Sao buồn? Nghèo, buồn. Lạ không? Nghèo là phải rồi. Chú thấy không, giờ này á, chú còn ngồi ở đây nè. Lấy gì không nghèo. Trời ơi, tao hỏi mày nè. Trời nắng chang chang, hỏi làm gì? Nhậu, tao đỡ buồn. Ủa, trời cũng đang mưa kìa. Sao chú còn ngồi ở đây chú nhậu? Trời ơi, mày thấy đi, trời mưa làm gì được. Bạn bè điện thoại rủ ghê, mới ăn nhậu, mới có tình thương mến thương cho mới đỡ buồn. Trời ơi chú Tư ơi, cái lý gì á chú cũng đi nhậu được hết á. Chú cứ say xỉn vậy hoài á, về á chú đánh vợ đánh con. Trời ơi, cũng ông Tư Mạnh á, ông Suối chú Tư ấy. Trời ơi, cái ông Mạnh này nữa, ác thiệt. Nghĩ sao đi Suối người ta đánh vợ vậy? Có gì đâu nghĩ. Bạn nhậu chung với nhau mà mày, đồng hội đồng thiền mà. Mà chú á, chú chưa coi báo đâu, báo giờ ta đăng hàng rầm luôn á. Cái vụ mà hả? Sao mày? Đây nè, kể cho chú nghe nè, cái vụ mà hả hành hạ vợ con phải không? Ờ, tới nỗi mà vợ người ta bức xúc quá ta chịu không nổi. Ờ, chịu không nổi. Cầm cái dao lên. Cầm cái dao. Giết. Ghê mày. Cắt cổ con. Ghê mày. Đốt nhà. Tự thiêu. Trời đất ơi, kinh khủng quá. Đó, chú Tư thấy chưa? Thiếm Tư á chịu đựng như vậy lâu rồi đó. Có bữa hả chú đánh hoài hả, Thiếm Tư bức xúc hả, cầm cái dao hả, cắt gì? Cái chỗ mà không sản xuất được á. Trời Phật ơi, cũng ông nội Tư Mạnh đó, ông Suối chú Tư như vậy đó. Chú làm gì đó? Dạ, ai nói gì có tên Mạnh không á.
Tôi có gì nhiều chuyện hay gì đấy? Ông á, ông xúi tôi làm những chuyện này nè. Bây giờ tôi không có nghe ông lần nữa đâu. Ê, nhậu chứ, không có nhậu hả? Nhậu. Không có nhậu với ông nữa. Bây giờ tôi đi về, tôi không có nhậu với ông nữa. Chú Tư. Nón đội lên, che trái cà tím lại. Về nhớ mua hột gà lăn vô nha. Cảm ơn mày nha. Dạ. Cảm ơn mày nhiều. Cái bản. Ủa cha này kỳ ra rủ nhậu tự nhiên chạy bỏ chạy như ma được hả? Tại ông sợ. Sợ gì? Ông sợ đó, ông sợ rồi ngồi gần ai nhậu chung á, suối rồi về đánh vợ đó. Mà đánh cái bây giờ vợ né mà té cái mặt mày đó, bởi vì ông sợ. Ủa gì có vợ có võ hả? Né không mà vậy đó hả? Đó, né không mà mặt ông bầm tím gì đó. Chú Mạnh chú dạ. Uống gì không? Để con làm cho chú uống. Trời, đã nghe cái bằng chú mà thấy muốn uống luôn. Chú gì? Chú anh đi. Trời ơi, lớn cái chân trời rồi mà đặt cái chú. Ủa chị Bảy đi đâu rồi? Có ngộ không? Gì? Kêu má ta bằng chị Bảy, ta kêu bằng chú thì không chịu. Ê, mắc mớ gì mày? Ủa, tôi nói thôi khơi vậy thôi. Ủa, tao muốn kêu, tao có quyền tự do mà. Tao có chứng minh nhân dân, tao muốn kêu ai, tao kêu chứ. Tự nhiên là ba ép buộc tao ra được. Tao có quyền kêu. Tại vì cái đối với tao á, đàn bà đó từ 100 tuổi trở xuống á là tao kêu bằng em không à. Đâu có dòng họ được kêu bằng chị. Vậy đâu. Kêu dễ trẻ. Chú Mạnh đùa vui quá à. Má con không có ở nhà. Ủa, vậy hả? Đi dạ. Đâu? Má con tới lớp học võ rồi chú. Má đi học võ? Đàn bà học võ. Làm gì? Đánh chồng hả? Trời ơi, tại chỉ là hội phụ nữ mà chỉ vận động mấy chị em trong phường á lên lớp học võ miễn phí ở trển á cho chị em học võ để đó về là kiểu mà chồng có hành hạ đó là né giống như cái vợ của ông đó vậy đó. Đàn bà học võ gì mà hội phụ nữ là cái thứ gì? Trời đất ơi, đàn bà là phải tôn trọng chồng, chồng là trên hết, làm quan làm quyền đâu cũng được á, về nhà chồng trên vợ dưới là cái triệu năm nay rồi. Ai mà học võ đó, vợ tôi mình thế vô đó tôi giả bể bỏ luôn, đừng có giỡn chơi hoài đó. Chú Tư có nói vậy chứ đàn bà mà lép bép tối ngày vậy á không có đáng sợ đâu. Mấy cái người mà im thinh thích đó ha, hiền như cục bột á, ai muốn nắng gì nắng á, nhưng mà tới lúc bùng nổ rồi một cái á ha là nguy hiểm lắm đó, không có biết được chuyện gì xảy ra đâu. Anh nói em nghe, cái tờ báo là đăng đó, đăng bằng kiểu mà bạo hành gia đình gì đó, phụ nữ là chịu đâu có nổi, tới nỗi mà hả tức quá hả ta cầm dao ta khứa cổ chồng luôn á. Đúng rồi đó anh ha. Bởi vậy mấy người phụ nữ ở xóm này phải đi học võ hết đó. Ai học thì tôi cho vợ tôi học, mày đặt học võ rồi tự về hả? Trời ơi, mấy bốt về nhà đánh chồng chứ làm gì, ghét trời, ghét phụ nữ làm gì đó. Ai lo cơm nước cho con cái trong nhà hả? Chồng con có ai lo? Không lẽ là nguyên phụ nữ ở xóm này ta hả làm gì làm cũng phải nhín một chút thời gian mấy tiếng đồng hồ ta học cũng được vậy. Không lẽ ở nhà nấu cơm nấu nước hoài. Ai dạy võ hả? Ở trên phường dạy á chú. Trời ơi, phường dạy. Ủa mà má của em á, chị Bảy á, làm chị hội phụ nữ bao lâu rồi? Dạ chắc cũng hơn năm rồi chú, nhưng mà hôm nay á má con về trễ lắm, không có về sớm đâu. Tại vì á nghe má nói á là ở trên đó hôm nay là bàn về cái vụ mà lớp võ miễn phí á, có cái cô gì đó dạy vô Vi Nam á, cựu kiện tướng luôn á, sẵn sàng giúp đỡ dạy võ miễn phí luôn, không có lấy tiền lương, chi hội chỉ lo cái mặt bằng thôi à. Đó, hội phụ nữ mà hả làm cái trách nhiệm là có mặt bằng để cho học võ là anh ủng hộ hết mình luôn. Trời ơi, có gì hay đâu. Gì? Lớp võ mở miễn phí ha, là con xin má đi học liền luôn á. Biết sao không, hôm bữa con đi chợ về á, có mấy cái thằng kia kìa, nó kẹp cái xe đạp con vô lề á, ở ngoài đầu xóm nè chứ đâu, cái nó còn chọc ghẹo bậy bạ nữa. Con ở nhà con mà biết võ giỏi á nha, là ha con cho nó mấy dấu trên trán luôn rồi đó chú, cho nó biết thế nào là dê sòm. Nhưng mà em ráng học võ đi, em học võ cho cứng lên á. Mà kiểu gì mà ví dụ mình vừa phòng thân nè, mà gặp mấy con dê á, kiểu dê nhỏ, dê lớn gì đó, mà sắp sáp lại muốn cho nó văng tới núi luôn, cho bỏ thật mà xuống mà kiếm đồ ăn nha không? Dạ em cũng định vậy á anh. Mày liếc ai mày nói dê già dê chồng. Liếc gì đâu, tôi ngó trần nhà nó liếc gì đâu. Liếc em á. Mà tôi nói rõ ràng cho mấy người biết là tôn thiết, ai làm thì làm tôn thiết ha. Mày đặt nói học võ gì tự vệ hả?
Rồi sau này về tới nhà đó, động tay động chân coi chồng không ra gì, nói một nó cãi lời mười. Ai thì làm gì được cho vợ tôi vô đó, quýnh bể bỏ luôn. Nó chung quy là tôi không thiết. Ủa? Không uống cà phê hả? Không thiết. Trời ơi. Trời trời. Bó tay với ông này luôn vậy. Chuyện nhà của em, em không nói thì thôi. Nhưng mà chị thấy em hiền lành, chăm chỉ, thương lắm. Nhưng mà đàn bà, phụ nữ mà đi ra đường mà tối ngày mặt mày bị thâm tính thì dòm kỳ lắm. Chị với mấy chị em trong xóm thấy vậy, muốn khuyên em, muốn giúp em, nhưng mà không biết làm sao giúp. Em cảm ơn chị. Liễu à, mấy ông chồng cho là hội phụ nữ xí vô chuyện này là mất gia phong của gia đình người khác. Nhưng chị thấy, chị muốn giúp em, muốn cho chị em mình đều có một mái ấm hạnh phúc, gia đình vui vẻ. Em thấy chị với lại mấy chị em thương em á, em biết ơn dữ lắm. Nhưng mà em suy nghĩ rồi, chuyện trong nhà mình mà mình làm sùm lên em thấy cũng không có hay. Liễu à, tụi chị đã thu xếp một số trường hợp giống như mấy ông chồng mà ban ngày á, bình thường á, thì rất là đàng hoàng, mà đến lúc say xỉn rồi thì không biết sai, không biết trái là gì hết. À, thỉnh thoảng á, em tham dự mấy cái hội phụ nữ của mình đi, vui lắm. Hiện giờ đó chị đang mở một lớp dạy võ, xôm tụ lắm. Em sợ chồng không có cho em đi đâu chị ơi. Có gì đâu, đi học võ là lèn rèn luyện cái thân thể mình, có lợi lắm, có lợi cho sức khỏe. Mà còn có cái gì mà hở lỡ mà chuyện xấu xảy ra là mình đối phó liền. Dạ, để em suy nghĩ coi sao. Cảm ơn chị nhiều nha. Thôi chị về nha. Dạ. Chào anh Mạnh. Ủa, anh mới về hả? Chị mới tới chơi hả? Dạ. Tới lâu chưa? Dạ em mới tới hồi nãy giờ cũng lâu. Dạ hả? Dạ thôi giờ anh về nấu cơm nha. Dạ, chào chị. Dạ chị về. Rồi thôi chị về. Dạ. Em về luôn anh Mạnh. Dạ chị về. Lái xe cẩn thận nha. Dạ. Xe tốt quá. Quá tốt, xe đèn không nổ. Xe đạp luôn ha. Sợ anh rồi. Em về anh ơi. Dạ, dạ. Mẹ Tám này lợi gì vậy? Lợi nhiều chuyện hả? Tầm năm tầm ba là nhiều chuyện. Hay là tố cáo tôi là về ăn hiếp bà, đánh đập bà tố cáo tôi hay gì đây? Cái hội phụ nữ. Tố cáo cái gì đâu, không biết. Cái lại là làm cái gì? Thì tại vì thấy tôi bệnh rề rề tới thăm, chứ lại chị Tám cũng rủ tôi lên trên. Đâu? Lên trên hoạt động của hội phụ nữ tham gia cho vui. Không hoạt cái gì hết, không có nữ nét gì hết trơn, rồi không có hợp hành gì hết á. Chị nhà không lo, nó hợp hành. Nó đang làm gì? Không nhỏ hả? Nhỏ gì đến chồng hả? Bài đắt không à. Tôi nói cho bà nghe là thằng Mạnh nó đi làm cực khổ tha về cho ăn giọng hết đi, cái nhà ăn giọng hết đi. Mà tôi nói là cãi lời tôi đó, tôi đập cho bà què giò đó, bà ghét chưa? Hả? Dạ thưa ba, ba khỏe không ba? Không, xin lỗi, ba mạnh không ba? Đi mới đi nhậu đâu về đánh lộn mà về đây phải không? Dạ đâu có ba. Dạ bà cháu bà gọi. Mày nói cái gì? Thằng thầy con về là con bị vợ con đánh đó ba. Vợ mày đánh mày? Không liệu là đánh con. Mày là thằng nổi tiếng ăn nhậu, về nhà bạo hành, đánh đập vợ con, chửi mắng vợ con. Mà hôm nay mày nói là con Liễu nó đánh mày.
Tao à già rồi là cha mày chứ phải con mày nghe mày. Dạ. Sao khỏe nghe. Dạ. Đừng có nói xạo nghe. Ba không tin con, trời ơi, thân thể con bập dập về, ba không tin con sao. Ba, con lấy danh dự dòng họ sao khỏe, con thề với ba. Nên. Mày cứ đem dòng họ tổ tiên của tao ra mày thề thốt hả? Mày làm xấu danh dự tổ tiên của tao. Ba... ngày nào mày cũng đem ra mày nói thề tốt phải không? Ba nói vậy là quan cái con rồi. Từng lễ con mới thề là kia, con đâu có thề mỗi ngày. Con nói là con lâu lâu rồi con chỉ nựng vợ con một lần nặng tay thôi. Chứ còn con của con nói thiệt ba chưa hề đụng tới đó. Thề luôn á. Thấy mày làm ăn, tưởng mày lo làm ăn, ai dè bữa nay qua đây cũng xin tiền già phải không? Không có đâu ba, con đâu có giảm đâu. Con chỉ cho ba biết là con vợ con nó bạo hành đến mức độ đó. Nó đánh con, nó không có thương tiếc. Nó coi con như là con không đẻ luôn. Thành ra mày bỏ nhà mày đi luôn phải không? Đi đâu? Thưa ba, giờ ba thấy hoàn cảnh của con quá tội nghiệp phải không ba? Ba cho con mượn 5 triệu được không? Mượn 5 triệu? Con sẽ đi núi Tà Lân của Hồng Võ về con trị đó. Ôi trời, đi núi Tà Lơn học võ mà qua xin tao tới 5 triệu hả? Đi xe. Rồi mày học võ về đây rồi mày đi đâm thuê chém mướn, rồi mày ở tù mọt gông tao chịu trách nhiệm nữa hả? Trời ơi, ba nói vậy sao được. Con nói thiệt, con vợ con bây giờ đó nha, con không có trị nó đó, sau này nó sẽ ngồi trên đầu ba luôn. Chứ không, ngồi trên đầu con luôn. Nói thiệt với ba đó, làm sao con trị nó được. Không, tao công nhận mày tự biên tự diễn ra một cái kịch bản hay quá. Vì gì? Con dâu của tao nó là đứa hiền thục nết na giỏi giang, nó đâu có bao giờ dữ dằn đâu. Nó nhìn mày biết bao nhiêu năm rồi, gặp con khác hả mày nhậu sai mày về kiểu đó hả? Mày ngủ đi, nó mai cái mỏ mày lại trọt mày đuôi mắt luôn. Ba ơi, trời ơi, ba nói con liễu nết na thùy mị đoan trang hả? Ba lầm rồi, nhưng mà nói đúng không có lầm. Làm những ngày trước kìa, bắt đầu từ ngày hôm qua, nó là con quỷ, nó không phải là con người nữa ba. Nó bạo hành dữ lắm ba. Mày nói con liễu đánh mày hả? Dạ. Trời ơi, con liễu đánh mày là trời sập á. Thôi tao đi. Đâu hả? Tao đi trốn, chứ trời sập à, trốn sao được. Ba kỳ quá à, ba không có tin thằng con trai của ba gì đó. Con mà, ba mang nặng để đâu, rồi ba nuôi con đến ngày con lớn mà ba không tin con, ba tin người ngoài thôi. Bây giờ mày nói lại rõ ràng cho tao nghe. Con liễu mà dám đánh mày là tao không có tin. Ba không tin đâu. Đây, để con kể cho ba nghe. Mẹ mới đẹp quá, y chang phi đồng công vậy đó. Chứ sao con? Tao đi xa tao nghe nói múa má mày giống gì? Giống Hồng Kông hả? Chúng lên đồng lên bóng thì có đồng công. Thôi mình ngưng lại kìa, tao ghét mấy cái trò đó. Không võ đánh chồng hả? Học để tự vệ. Tự vệ? Quýnh lễ ai mà tự vệ? Học có lâu rồi? 3 tháng. Lén tôi học có 3 tháng liền ha. Ngon ghê ha. Mai rồi bữa nay tôi không uống rượu là chết với tôi rồi đó. Hey. Qua đây. Tôi lấy ly nước tôi uống rồi, lấy khăn lau ra tôi lau mặt. Muốn phục vụ chờ 30 phút. Gan quá. Bữa nào mày dám cãi chồng ha. Tự vệ đó, cho mày muốn học võ coi mày tự vệ nha. Để thử coi mày có tự vệ không nha. Tự vệ hay mày tự vệ. Giỏi quá mày, né hả? Né. Mày né. Tao cho mày hay luôn nè. Hay, hay, hay quá. Hay. Hay, 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 hay,
Tại bạn rủ tao đi nhậu đó. Tao nhậu về đến đây mày chết với tao. Mày chết sao? Nhưng mà mày cái con quỷ vỏ búa vô con hùng. Bác Ngọt, ba mẹ làm phim ma hả? Giống quá trời luôn á, hay quá. Chờ mẹ xíu. Tao đi nhậu gì biết tao. Bà thấy vậy rồi sao? Hay, hay. Quang hô, quang hô, quang hô. Giỏi, giỏi. Bà khen con hay sao? Trời, vợ con đánh con gì rồi bà khen con cái gì? Đúng, tao khen mày á. Cái gì? Chẳng những khen mày mà mày có hai cái hay nữa. Hai cái hay? Ừ. Hai cái gì? Cái hay thứ nhất. Dạ. Mày nghe cho kỹ. Dạ. Mày có tài viết ra một cái cuốn tiểu thuyết lâm ly bi đát. Mày tạo ra những tình huống gây cấn. Còn hơn là tác giả chuyên nghiệp nữa. Dạ. Cái thứ hai. Hai gì? Tao với mày á, coi tiểu thuyết Kim Dung cách nay cũng 30 năm rồi. À. Mà giờ tao không có nhớ. Dạ. Mà mày nhớ. Nhớ mày gì? Nhớ cái tuyệt chiêu vô ảnh trưởng gì đó mà của tác giả Kim Dung mà viết về độc bá võ lâm của Lệnh Hồ Sung á. Mày nhớ dài, mày nhớ dài. Ông bà ơi, trời ơi, vợ con đánh con gần chết rồi, nhớ dài cái gì? Không tin ba đi hỏi nó được coi. Ngàn lần tao không tin. Ông bà hỏi đi. Mày cứ là thằng quậy phá. Mày chuyên môn đánh vợ đánh con, nhậu sai về là mày quậy phá lung tung quá vậy. Ba ơi. Ba có nhà không ba? Con dâu tao nó qua. Vô đây con, vô đây con. Vô đây mày đâu chối. Ba. Ủa. Ba. Ừ. Hôm nay á con có đem mắm cái linh chân với lại hột vịt. À. Qua đây cho ba ăn ngon lắm, ba ăn lấy thảo nha. Ờ, để đó lát chút ba ăn. Dạ. Còn ông á, té lên té xuống cái mặt bầm tím kìa. Tôi mua thuốc tam ở bầm để ở nhà đó. Đâu biết ông bên này. Tôi biết, tôi đem thuốc qua đây giọng vô trong họng ông rồi. Dạ ba. Con. Dạ. Con học võ ở đâu vậy? Con rảnh á, con đi học thêm mấy miếng võ cho dữ dội vô. Con về con trị nó bà. Dạ. Đồ đàn bà khốn nạn. Hết hồn mày, hết hồn không? Bà khốn nạn. Bữa nay tôi trừng trị bà cho biết. Cái gì? Dạ không. Con dâu. Dạ. Vô ảnh trưởng. Vô ảnh trưởng á. Vô ảnh trưởng. Vô ảnh trưởng của ta vô anh trưởng, vô anh trưởng, vô. Ủa mà bà bị đánh phấn gì vậy? Đánh phấn gì? Cái sao sao cổ nó bị gì vậy? Ông quýnh tôi chứ còn gì nữa mà hỏi. Ông nhớ gì hả? Đêm hôm qua ông quýnh tôi, ông la giùm hết trơn á, bà con hàng xóm người ta nhảy vô người ta can. Ông đuổi về, ông la ông hết mọi người luôn. Bây giờ còn giả điên không nhớ đó hả? Thôi bà đừng có xạo nha. Còn xin đánh bà được. Bà có vô ảnh trưởng mà. Vô ảnh trưởng gì? Má ơi, má bà má. Gì má, con? Chị Tám kêu qua kiếm má đi học võ kìa. Nha. Nói lại bà, đừng có đi học võ mà anh. Đừng đi học võ nha. Đừng học võ nghe. Anh hứa từ nay anh bỏ rượu. Anh không có hành hạ vợ con nữa. Đừng có đi nghe. Thiệt anh thề mà. Anh thề có dòng dõi tám khỏe.
dòng tộc chứ tao khỏe chứng nhận đàng hoàng, anh không hành hạ em nữa. Từ nay anh bỏ rượu rồi, ăn năn hối hận nè. Anh sợ vô anh trưởng quá rồi, vô anh trưởng anh sợ lắm rồi. Anh biết lợi hại của vô anh trưởng rồi.